Ok, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm sao để các bạn có thể có một khung nền thức đẹp cho trên tù nhân nhé. Ok, đầu tiên thì các bạn chọn vải bạc này. Và sau đó chọn tỷ lệ là 1:1. Thì các bạn có thể chọn tỷ lệ khác nếu các bạn thích. Và bấm vào đây. Và sau đó chọn vào tới hướng mũi tên này. Và bấm vào thêm ảnh. Để và các bạn, ảnh này thì các bạn lên Google các bạn tải nhé. Có rất là nhiều trên Google. Và chúng ta dùng hai ngón tay kéo ra nó sẽ được như thế này. Sau đó lại bấm vào hướng mũi tên này. Và bấm vào trên sửa hình ảnh. Và tiếp theo chúng ta kéo qua. Chúng ta chọn vào thêm ảnh tiếp tục. Và thêm tấm ảnh mà chúng ta đã chụp hình trước. Và sau đó chọn vào cái cục gom này. Và chọn tiếp vào đây. Để chúng ta chỉ lấy được khung hình người của chúng ta thôi. Và cái nền thì chúng ta sẽ loại bỏ. Và chúng ta đã hoàn thành xong. Thank you.